Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7 để xem xét về công tác nhân sự. Theo nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam, chiều 2 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15, để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo thông cáo báo chí của Tổng thư ký Quốc hội, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15, để xem xét nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Được biết, kỳ họp sẽ diễn ra trong buổi chiều 2 tháng 5 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin, sáng 13 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban, thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các thành viên tiểu ban. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban, thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng. Trước đó, theo báo Vietnamnet, sáng 23 tháng 2, phát biểu tại cuộc họp tiểu ban văn kiện Đại hội 14, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, theo kế hoạch, dự kiến tháng 1 năm 2026, Đảng ta sẽ tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14. Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng văn kiện Đại hội 14 phải nắm vững và xử lý tốt 4 kiên định, đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định. Kiên định đi đôi với đổi mới, nhưng sự đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện. Để chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã quyết định thành lập 5 tiểu ban, trong đó có tiểu ban văn kiện. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới trình Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội 14, đặc biệt là báo cáo chính trị, là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác của Đại hội. Vì vậy, báo cáo này phải được tiến hành một cách khoa học, nghiêm túc, có đổi mới trong cách làm, phải đảm bảo thực sự có chất lượng, phản ánh đầy đủ thực tiễn mới của đất nước. Đây là công việc có ý nghĩa hết sức quan trọng, bảo đảm sự thành công của Đại hội, Tổng Bí thư lưu ý. Để đảm bảo chất lượng công việc, Tổng Bí thư đề nghị quán triệt sâu sắc và thống nhất cao một số vấn đề về phương châm, phương pháp tư tưởng, hệ quan điểm chỉ đạo và cách làm. Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh đến việc kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc. Đó là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo Tổng Bí thư, cốt lõi của hệ quan điểm này là kết hợp một cách khoa học giữa nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng, đường lối của Đảng với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, tuân theo quy luật khách quan. Điều đó cũng có nghĩa là kiên định phải đi đôi với đổi mới, nhưng là sự đổi mới có nguyên tắc, không tùy tiện, nóng vội. Vì vậy, phải nắm vững và xử lý tốt 4 kiên định, đặc biệt là kiên định một cách sáng tạo và sáng tạo một cách kiên định. Theo phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, vì con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là lâu dài và chưa có tiền lệ, còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Xây dựng các văn kiện Đại hội 14 cũng chính là quá trình tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tương lai. Đòi hỏi chúng ta phải thực sự quán triệt các quan điểm khách quan, toàn diện, ổn định và phát triển. Thực tiễn và lịch sử, cụ thể của phương pháp biện chứng trong nhận thức, phân tích và trình bày văn kiện, Tổng Bí thư yêu cầu. Ngoài ra, Tổng Bí thư cũng lưu ý, phải nắm vững và vận dụng sáng tạo phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn. Cụ thể là quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển, quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, quan hệ giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất phù hợp, quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
bảo vệ môi trường, quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế, quan hệ giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, quan hệ giữa thực hành dân chủ với tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Theo dòng sự kiện, trước đó báo Việt Nam Net cũng đã đưa tin, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trung ương quyết định thành lập 5 tiểu bang, chuẩn bị đại hội 14 của Đảng. Cụ thể, tiểu bang văn kiện do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng tiểu bang, có nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới, 1986-2026 trình đại hội 14 của Đảng. Ngoài ra, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng còn làm trưởng tiểu bang nhân sự. Trưởng tiểu bang nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, kế hoạch giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới trình đại hội 14 của Đảng. Tiểu bang kinh tế xã hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng tiểu bang, có nhiệm vụ xây dựng báo cáo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 trình đại hội 14 của Đảng. Tiểu ban điều lệ Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng tiểu ban, có nhiệm vụ xây dựng báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng và bổ sung sửa đổi điều lệ Đảng. Bà Trương Thị Mai còn làm trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phục vụ đại hội 14 của Đảng. Cũng tại hội nghị này, Trung ương xem xét cho ý kiến về việc giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 để Bộ Chính trị xem xét quyết định theo thẩm quyền. Ngoài ra, Trung ương cũng thông qua một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự, thông qua báo cáo của Bộ Chính trị về những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến Hội nghị Trung ương 9 khóa 13. Ban chấp hành Trung ương kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Một vấn đề nữa cũng được Tổng bí thư lưu ý là gắn kết nhuần nhuyễn giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách. Sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là nguyên tắc căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội 14 của Đảng, phải gắn kết nhuần nhuyễn việc nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hình thành đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước dựa trên những trụ cột là kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhìn lại hơn nửa chặng đường Đại hội 13 của Đảng, Tổng bí thư ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nổi bật trên các lĩnh vực. Trong đó có thể khẳng định, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, nhà nước, chế độ ta. Tổng bí thư yêu cầu báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần này phải là một công trình khoa học, kết tinh trình độ lý luận, tầm cao trí tuệ của toàn Đảng, niềm tin và khát vọng của cả dân tộc, phản ánh những quy luật khách quan của thực tiễn, xu thế vận động mới của thực tiễn. Tổng bí thư nhấn mạnh, trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, cùng tìm ra chân lý, tạo sự thống nhất cao, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Đại hội 14 của Đảng có nhiệm vụ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13, tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước
theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từ đó rút ra những bài học quan trọng, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong 5 năm tới, 2026-2030, tiếp tục thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, 2021-2030. Đại hội 14 cũng sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa 13, kiểm điểm việc thi hành điều lệ đảng khóa 13 và tiến hành sửa đổi điều lệ đảng, bầu Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 14, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!